cấy mỡ trung bì mũi sẽ không gặp phải biến chứng. Nếu như các bạn biết những cái điều này, khi người ta tháo những chất liệu nước mũi và người ta cấy mỡ trung bì thì nó là một cái giải pháp tự thân tự nhiên mà khá là an toàn cho cái trường hợp người ta điều chỉnh mũi. Nhưng bên cạnh đó thì nó vẫn có những trường hợp nó gặp phải những nguy cơ biến chứng như viêm này, lệch vẹo này, chứ không phải nó là an toàn tuyệt đối các bạn nhé. Để giúp cho là cái can thiệp này đảm bảo an toàn thì chúng ta cũng cần phải lưu ý, thứ nhất là cái quá trình ta thực hiện cái lấy mỡ, ta cũng phải lấy mỡ đúng quy trình, lấy đúng vị trí này, đủ số lượng, đủ kích thước. Thì khi lấy mỡ thì bác sĩ thường lấy vị trí rãnh lên mông để đảm bảo cái độ săn chắc cho cái phần trung bì da, trung bì mỡ này. Cái phần trung bì da thì ta loại bỏ lớp thượng bì đi, làm sao chúng ta để lại cái phần lớp trung bì nó dày nhất, có chứa mạch máu để có thể nuôi dưỡng tốt. Phần trung bì mỡ bên dưới thì ta đảm bảo những cái mô mỡ nó dày dặn, nó chắc chắn, để giúp cho là khi ta cấy vào thì nó tạo độ sống và kết dính tốt hơn. Điều thứ hai cần lưu ý là cái nền mũi, khi ta loại bỏ những chất liệu nước mũi ra thì ta phải xử lý cắt lọc và giúp cho là cái nền mũi chúng ta nó phục hồi về ban đầu tốt, không còn những cái biến chứng như là viêm nhiễm hoại tử trong mũi. Loại bỏ được những chất liệu nhân tạo trong mũi ra, tạo nên cái nền mũi nó thông thoáng, nó phù hợp với lại cái phần mỡ trung bì chúng ta định cấy vào, thì nó mới đảm bảo cho là quá trình mỡ chúng ta cấy vào được sống tốt này, tránh những cái biến chứng như là viêm nhiễm lệch vẹo hay là những cái co rút có thể gặp phải. Sau khi chúng ta thực hiện cấy mỡ trung bì xong ấy thì thường một số nơi thì người ta không băng nẹp hay là người ta không cố định phần mỡ này, thì đối với kinh nghiệm bác sĩ thì bác sĩ thường là sẽ dán những cái băng nẹp mềm này để cố định, làm sao cho cái phần mỡ chúng ta ở vị trí nó thẳng, đồng thời là ép cho phần mỡ có sự liên kết tốt với phần mũi chúng ta, tránh việc là bị đọng dịch ở trong khoang mũi, gây ra những trường hợp viêm nhiễm hay là chảy máu làm ảnh hưởng đến quá trình ta thực hiện cái mỡ trung bì này, thì nó cũng là một quá trình rất là quan trọng. Quy trình chăm sóc cũng phải tương tự như việc là chúng ta thực hiện những can thiệp cấy ghép nâng mũi bình thường, đó là chúng ta phải chăm sóc tại chỗ vết khâu này, chăm sóc ở trên cái nền mũi chúng ta cấy mỡ này, thì tiến hành chườm mát ở giai đoạn đầu và chườm ấm ở những giai đoạn tiếp theo, tạo nên cái sự tăng sinh máu nuôi dưỡng tốt cho cái phần mỡ trung bì. Ăn uống thì tất nhiên chúng ta phải kiêng khem những cái thực phẩm nó dễ gây viêm đọng dịch như là đồ nếp, đồ tanh, rồi là rượu bia chất kích thích rồi. Nhưng mà những cái thực phẩm mà ta có thể ăn được thì ta phải ăn đầy đủ bổ sung vào để đủ cái lượng dưỡng chất để cơ thể sức khỏe ta hồi phục. Và tại chỗ thì nó cũng nuôi dưỡng tốt cho phần mũi trung bì của ta thì nó mới đạt được cái hiệu quả tối ưu. Như vậy thì không phải là khi ta cứ tháo chất liệu mũi ta cấy mỡ trung bì vào là nó đã đảm bảo cái tính chất an toàn tuyệt đối, mà ta phải thực hiện đúng cái quy trình chuyên môn, đó là ta phải lấy mỡ đúng quy trình, xử lý mỡ đúng quy trình, thực hiện xử lý cái nền mũi chúng ta tốt phù hợp với lại cái việc ta cấy ghép. Ta cũng phải chăm sóc hậu phẫu tốt sau khi ta thực hiện cấy mỡ trung bì thì nó mới đảm bảo cho cái việc ta tiến hành cấy mỡ trung bì được an toàn cũng như là đạt hiệu quả tối ưu. Và đó là lý do